Hey, xin chào mừng các bạn đến với SC Sellers 101, một cộng đồng hoàn toàn miễn phí dành cho những người bán hàng trên SC tại Việt Nam. Thì hôm nay tôi sẽ làm một video clip chia sẻ cho các bạn cách bán hàng trên SC để tăng thu nhập thêm khoảng 3.000 đô trên một tháng. Liệu cách này có khả thi hay không? Và chúng ta hãy tìm hiểu chi tiết trong video clip này nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ mở ra trang web SC ở giao diện là người mua. Thì trong video clip này thì tôi sẽ nói tới cái việc là kinh doanh online ngồi tại Việt Nam bán hàng qua Mỹ thông qua mặt hàng POD, Print On Demand, tức là chúng ta chỉ thiết kế ra những cái mẫu áo up lên SC, sau đó người mua họ mua hàng của bạn thì sẽ có những công ty trung gian ví dụ như Printify hoặc là Printful fulfill cái sản phẩm đó và ship thẳng tới tay khách hàng, và bạn chỉ là người ngồi thiết kế sản phẩm, quản lý gian hàng, chăm sóc khách hàng và lượm tiền về túi. Ok, thì để kiếm được 3.000 đô mỗi tháng thì mình ví dụ như mỗi sản phẩm POD như vậy các bạn lời từ 3 tới 5 đô. Sau khi trừ đi các chi phí linh tinh lăng tăng thì mình giả sử như lời tối thiểu là 3 đô đi. Thì chúng ta bán khoảng được 800 tới 1.000 áo một tháng thì chúng ta có thể kiếm được 3.000 đô tiền tiền lời rồi. Ok ha. Thì làm sao chúng ta có thể bán được như vậy? Thì đầu tiên á, thì mình sẽ ví dụ như là một cái sản phẩm là đang bán rất là chạy hiện nay là sản phẩm bootleg. Là cái áo bootleg này là những cái áo mà nó có xuất thân từ những năm 1990 á, dành cho những người chơi rap, nhạc. Thì đầu tiên khi mình vô bootleg thì nó sẽ hiển thị một cách ngẫu nhiên theo cái thuật toán của SC. Thì mình sẽ filter những sản phẩm theo dạng là physical items only, tức là những sản phẩm vật lý, mình không có mua những cái file thiết kế và star seller. Rồi, mình search. Thì để cho search những sản phẩm bán chạy nhất thì mình sẽ chọn tính năng là best seller ở trên thanh công cụ. Best seller đây. Thì các bạn thấy cái chữ star seller này nó sẽ chuyển thành cái tag là best seller. Ok. Thì trong video clip này mình sẽ dùng một cái công cụ phân tích keyword, phân tích sản phẩm và phân tích cửa hàng có tên là Everbee, có cái logo là hình con ong. Thì Everbee là một công cụ có tính phí mà họ có gói miễn phí dành dành cho những người bán trên SC. Thì công cụ Everbee này nó sẽ giúp phân tích sản phẩm, cho ra những cái số liệu rất là chi tiết, rất là cụ thể, giúp bạn có thể hiểu được là cái hiệu quả của cái sản phẩm đó như thế nào, giúp bạn có thể nghiên cứu được những sản phẩm, tìm kiếm những idea để có thể thiết kế được những sản phẩm thành công. Thì trên thị trường hiện nay có khá là nhiều cái công cụ phân tích khác nhau. Tuy nhiên thì mình đang dùng Everbee và mình thấy nó đáp ứng được yêu cầu của mình và nó rất tốt. Vì vậy là mình khuyến khích các bạn nên dùng Everbee đỡ mất công phải tìm hiểu thêm những công cụ khác. Thì nếu các bạn muốn biết Everbee nó như thế nào thì các bạn có thể click vào cái link bên dưới thì các bạn sẽ tìm hiểu được những thông tin chi tiết về Everbee, các gói của nó, giá cả của nó tính theo tháng, theo năm ha. Thì trong video clip này mình sẽ dùng cái công cụ Everbee này. Mình đã mua cái công cụ Everbee này và mình sẽ dùng công cụ này để nghiên cứu cái sản phẩm cho các bạn thấy. Thì ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái trang SC. Mình đã search theo cái tính năng là best seller rồi, thì cái sản phẩm đầu tiên này là sản phẩm dòng đầu tiên này là mình không quan tâm, tại vì dòng đầu tiên này nó liên quan tới cái SCS, tức là quảng cáo của SC, thì ai trả tiền nó sẽ lên đây thôi. Bây giờ mình quan tâm từ cái dòng thứ hai trở đi này. Đây, đầu tiên là cái sản phẩm đầu tiên của cái dòng thứ hai ấy, là sản phẩm bán khá là chạy, thì mình thử click vào logo con ong này coi thử nó ra thông số như thế nào nhé. Click vào đây thì như các bạn thấy đó, hiện tại cái estimate monthly sale có nghĩa là cái ước lượng mỗi tháng bán được khoảng 877 áo. Và cái listing age này họ mới đang có 4 tháng thôi. Và doanh thu cho cái sản phẩm này là 35.000 đô cho mỗi tháng. Tương đương với mỗi áo như vậy là khoảng 30-40 đô như đã cả tiền shipping nữa. Và các bạn thấy đó, giả sử như cứ với mỗi áo như vậy, sau khi trừ hết tất cả những chi phí sản xuất, chi phí shipping, rồi tất cả những tiền công cụ, tiền trả cho sàn thương mại điện tử, người bán họ lời được từ 3 tới 5 đô. Thì với con số này, nếu bạn nhân lên ha, 3 tới 5 đô thì trung bình các bạn người dùng sẽ thu nhập thêm được khoảng 3.000 đô mỗi tháng là chuyện hoàn toàn khả thi. Thì đây, cái listing này mới up có 4 tháng thôi và họ bán được rất là mạnh. Đó, các bạn thấy đó. Rồi, ha. Mình ví dụ một sản phẩm khác, sản phẩm kế bên là sản phẩm của shop Ne gì đây, Nesino gì đây, click vào đây. Sản phẩm này up 9 tháng rồi, họ bán được 354 sản phẩm. Đó, ít hơn một chút. Tương tự cái sản phẩm này họ bán được bao nhiêu? 500 sản phẩm hộp 7 tháng. Thì câu hỏi đặt ra là làm sao để bán được số lượng như vậy, đúng không? Thì bây giờ chúng ta dùng cái công cụ này, sau khi chúng ta nghiên cứu những sản phẩm bán chạy
À, những cái thiết kế bán chạy, những mẫu bán chạy rồi chúng ta nghiên cứu phông màu, cách phối màu rồi bố cục gì đó, thì chúng ta có thể làm những sản phẩm tương tự như vậy, thêm những tính năng, thêm những lựa chọn cho khách hàng có thể mua hàng được, thì khả năng thành công nó vẫn có. Mình ví dụ như là bây giờ mình so sánh hai cái sản phẩm là sản phẩm của shop Modpaw này với sản phẩm của shop Uptown North. Thì cái Modpaw này á, họ họ up cái sản phẩm này bao lâu rồi? Ví dụ như cái này 7 tháng trước đây mà họ bán được 500 cái đúng không? Đó là 7 tháng, tức là bây giờ là tháng 8 năm 2024, có nghĩa là họ up đã khoảng đầu năm đó và bán được 500 cái. Và cái shop này á, họ up sau. Tại vì hồi nãy mình coi mình thấy nó 3 tới 4 tháng gì đó, à 4 tháng họ bán được 800 áo, có nghĩa là bán được nhiều hơn luôn. Có nghĩa là sản phẩm này post sau và bán được nhiều hơn. Thì điều đó chứng minh một điều gì? À, chúng ta đi sau, chúng ta hoàn toàn có khả năng thành công nếu như chúng ta làm tốt. Thì mình coi ví dụ như là làm tốt hơn chỗ nào. Bây giờ chúng ta nghiên cứu ở đây ha, cái shop này là họ bán cái gì đây? Đây, họ cũng thiết kế rất là nhiều. Đó. À, cho phép chọn màu, cho phép chọn màu ví dụ như vậy thôi. Đó, những thông tin như này chỉ chọn được màu, chọn kích cỡ và chọn màu, với lại là cái hình thôi. À, chọn chọn kích cỡ với là chọn màu áo thôi, không chọn được gì hết. Thì tuy nhiên cái shop tiếp theo á, cái shop này họ làm á, tại sao họ bán được nhiều hơn, chúng ta nhìn này. Chúng ta chọn được cái gì? Đầu tiên chúng ta chọn được màu áo, chúng ta chọn được kích cỡ là chuyện đương nhiên đúng không? Nhưng chúng ta chọn được cái gì? Design number, tức là cách thiết kế, có nghĩa là ở cái shop này, cái listing này cho phép người dùng chọn cái cách thiết kế, tức là họ thay đổi cách thiết kế. Đây mình ví dụ mình coi vào đây này. Ở đây nó có rất là nhiều cái mẫu thiết kế khác nhau. Cụ thể là họ có 6 cái mẫu thiết kế, 6 màu khác nhau. Rồi đó, chọn cái mẫu áo, chọn màu áo, xong rồi chọn cách thiết kế. Có nghĩa rằng là cái shop này nó đưa thêm một cái giá trị rằng là gì? Nó cho cái người dùng customize cái mẫu thiết kế ở đây. Khi đó nó ra được nhiều mẫu thiết kế hơn. Thì cái listing này khi họ up sau, họ học hỏi được những cái listing up trước bằng cách thiết kế theo dạng bootleg, nhưng mà họ cho phép cái người mua chọn được cách thiết kế, chọn được cái màu ở đây này, chọn được cái màu nền ở đây đó. Thì vì vậy là cái shop này họ đã thêm một cái giá trị cho cái người mua rồi. Đó, chính vì điều đó giúp cho cái shop này mặc dù up sau mới có 3 4 tháng thôi mà họ bán 800 áo mỗi tháng, trong cái shop này up trước up tới 8 tháng 9 tháng rồi mà họ bán 500 áo. Thì nếu như các bạn là người đi sau, các bạn copy một cái mẫu ở đó, các bạn copy idea thôi nghe, vui lòng không copy 100%, tại vì khi các bạn copy 100% thì khả năng thành công là rất thấp, tại vì người mua họ không thấy cái giá trị gì từ cái listing của bạn. Họ sẽ chọn những cái listing bán chạy hơn, những cái listing có nhiều review hơn để họ mua hàng. Thì vì vậy nếu như các bạn đi sau, các bạn có idea và các bạn muốn làm những idea tương tự như những shop trước đó, thì các bạn phải vui lòng suy nghĩ thêm những cái giá trị gì chúng ta có thể thêm vào cái listing của bạn, thêm vào cái thiết kế của bạn để giúp cho người mua có nhiều lựa chọn hơn, có sự lựa chọn tốt hơn những cái listing trước đó, thì khả năng thành công của bạn là rất cao. Thì bây giờ chúng ta hãy đặt một câu hỏi là liệu mà để làm được một cái sản phẩm bán chạy như vậy thì công sức của shop này bỏ ra trong vòng thời gian là bao lâu? Đúng không? Cần phải thiết kế bao nhiêu mẫu thì mới thành công, chứ đâu phải cứ thiết kế ra là thành công liền. Chúng ta hãy thử chọn đại một cái shop vào đó để phân tích nhé. Mình vẫn tiếp tục sử dụng cái công cụ là Everbee để phân tích, thì lần này mình sẽ phân tích toàn bộ shop luôn. Ví dụ như mình chọn cái shop này, cái mẫu đứng đứng nhì này là shop Nesino chẳng hạn, mình click vào đây. Khi mình click vào đây thì mình không phân tích cái listing này nữa mà mình muốn phân tích toàn bộ cái shop, thì công cụ Everbee cho phép mình phân tích toàn bộ cái shop bằng cách là chúng ta mở cái shop ở đây. Đó. Thì chúng ta sẽ phân tích tiếp là analyze shop, chúng ta phân tích toàn bộ shop luôn ha. Đây, analyze. Thì như các bạn thấy đó, chúng ta sẽ chọn tất cả các listing của cái shop mình luôn là 625 listing. Thì monthly sale là CPK xuống thấp là đây, cái cửa hàng này mặc dù người ta mở nó 48 tháng, tức là họ đã mở 4 năm trước. Nhưng mà đâu phải họ mở là thành công liền. Những cái listing gần đây nhất như 9 tháng, 5 tháng hay 2 tháng, 8 tháng là những listing mà bán rất là chạy. Có nghĩa rằng là cái shop này họ phải lọ mọ đâu đó 3 năm, họ thử sai rất là nhiều mẫu, làm rất là nhiều thứ, và tới cuối cùng thời gian gần đây, trong cái năm gần đây thì họ bắt đầu mới thành công. Thì các bạn thử cộng những con số bán chạy lại như 354, 239, cộng những con số này lại thì có thể là hơn 1.000 áo một tháng, các bạn thấy không? Đó, hơn 1.000 áo một tháng. Thì cứ trung bình mỗi áo như vậy bán lời từ 3 đến 5 đô, thì cái shop này hiện tại tới thời điểm hiện tại họ kiếm được từ 3 tới 5.000 đô là chuyện rất là bình thường. Thì chúng ta có thể thấy được là họ up 652 sản phẩm mà chỉ có khoảng vài chục sản phẩm phía trên là bán được thôi. Không, còn những sản phẩm phía dưới bán một tháng chỉ là hai ba áo, rất là ít.
Thì để cho up được con số 625 sản phẩm này, chúng ta có thể tìm hiểu thêm một chút là shop này mở được bao lâu rồi nhé. Thì muốn biết shop mở bao lâu thì chúng ta xem phần review. Tại vì thường khi khách hàng mua lại thì họ sẽ để lại review, thì mình sẽ vô cái trang cuối cùng, là cái trang mà trang cuối cùng của shop này. Đây là trang thứ 431. Đó là năm 2012. Shop này bán những sản phẩm cũng không liên quan tới POD lắm. Nhưng mà đại khái là thời điểm đó họ mới bắt đầu mở bán được hàng. Có nghĩa là shop này mở 49 tháng, mở 4 năm trước, nhưng mà thời điểm 2 năm trước đó họ mới bắt đầu bán được hàng. Và thời điểm họ bán hàng thì họ cũng bán những sản phẩm gì đó liên quan tới hoạt hình chứ cũng chưa bán POD. Đó, mình không biết là họ bắt đầu bán POD từ thời điểm nào, nhưng mà shop này là họ đã mở shop từ lâu. Họ thay đổi nhiều mặt hàng và cuối cùng họ thành công ở cái mảng POD, bán rất là chạy. Đó các bạn thấy không? Bây giờ người ta mở shop 2 năm, người ta bắt đầu bán được từ 2 năm. Thì cái shop này á, bây giờ người ta bán được tổng là 25.000 sản phẩm. Tương tự với việc là nếu mà cách đây 2 năm thì mỗi tháng bán còn được 1.000 sản phẩm. Thì hồi nãy mình cũng đã phân tích shop rồi đó. Thì các bạn thấy cộng những cái con số này lại thì nó cũng đâu đó hơn 1.000 sản phẩm, nhưng mà mình cứ lấy con số là trung bình là 1.000 đi ha. Thì họ kiếm được một tháng vài ngàn đô là chuyện rất là khả thi trong tay. Thì với con số là 625 sản phẩm thì mình giả sử như là cái thời điểm họ up từ lúc họ bán được hàng cho tới giờ họ up 625 sản phẩm, thì trung bình ở đó mỗi ngày họ up một sản phẩm mới, thấy không? Đây, một sản phẩm mới. Thì dựa vào những thông tin của shop này chúng ta có thể thấy rằng là gì, cứ trung bình mỗi ngày chúng ta up lên một sản phẩm mới, thấy không? Và chúng ta làm liên tục như vậy trong vòng 2 năm thì chúng ta sẽ có khoảng, tới thời điểm hiện tại chúng ta bán được khoảng 1.000 áo, hơn 1.000 áo mỗi tháng. Và tổng trong thời gian 2 năm thì chúng ta bán được 25.000 áo. Với con số này thì tương đương với việc là chúng ta kiếm được số tiền lời là 3 đến 5 ngàn. Đó. Thì không, như vậy có khả thi không? Nếu như các bạn chăm chỉ thiết kế, các bạn học hỏi những thiết kế của những shop khác, các bạn thêm vào cái value vào cái thiết kế của các bạn và các bạn up lên shop, cứ làm đều đặn như vậy thì chắc chắn khả năng thành công sẽ đến với các bạn. Tại vì khi up một sản phẩm mới nó không thể thành công ngay lập tức, mà chúng ta cần qua quá trình thử sai. Nhiều khi những cái giá trị các bạn thêm vào là những cái khách hàng họ họ không cần chẳng hạn, thì có thể listing đó nó sẽ quên gọi dĩ vãng. Nhưng mà nếu các bạn up những cái listing mà khách hàng cần thì họ sẽ mua. Mình ví dụ như cái shop này họ làm cái bootlet thành công thì mình thử coi thì họ có bao nhiêu cái bootlet ha. Đây họ cũng up khá là nhiều các bạn thấy không, up khá là nhiều cái sản phẩm liên quan tới bootlet, nhưng mà đâu phải cái nào cũng thành công liền. Mình ví dụ như là cái sản phẩm này của họ hồi nãy mình đã coi rồi đúng không, là thành công là họ bán được 300 năm mấy áo này. Cái sản phẩm bên cạnh cũng tương tự như vậy, ví dụ sản phẩm này hình con chó này, họ bán được mấy áo, 47 áo. Có nghĩa rằng là đúng không, họ họ up cũng bootleg nhưng mà không phải bootleg nào cũng thành công. Một hai sản phẩm thành công, một hai item thành công là ok rồi. Cái này cũng up một tháng mới có 9 sản phẩm mà cái này rất là mới. Cái này cũng bootleg nhưng mà ví dụ đưa hình trẻ em chẳng hạn, mấy tháng này 5 tháng mà không bán được cái nào, các bạn thấy không? Nhưng mà tại vì khi đưa uplet như gái đẹp chẳng hạn thì bán rất là nhiều, nhưng mà đưa hình trẻ em cũng không bán được, trong khi cái thiết kế hai cái này nhìn khá là tương đồng với nhau, kiểu custom cũng giống với nhau, cái nền cũng nền tím tím luôn, nhưng mà đưa hình trẻ em không bán được mà đưa hình gái đẹp bán ầm ầm. Thì có thể là khi đưa hình gái đẹp có nghĩa là nhiều cô gái trẻ người ta muốn, đúng không, thể hiện cái cá tính của mình, họ muốn làm những áo như này để mặc. Còn trong khi trẻ em thì không, người lớn người ta không muốn khoe hình trẻ em trên cái áo của mình, tại vì trẻ em nó có cái tính privacy rất là cao, thì đôi lúc điều đó khiến cho cái áo này bán không chạy. Đó. Tương tự ví dụ như cái cũng thiết kế này, cũng thiết kế như này mà nó đưa hình Charlie hoặc là những con chó thì có bán được không? Mà thử coi. À, một tháng trước chưa bán, có thể một tháng trước, hay up một tuần trước hay 2 tuần trước mình không biết, nhưng mà đại khái là dưới một tháng chưa bán được cái nào. Ví dụ như bây giờ cũng trẻ em này nhưng mà làm bóng rổ có bán được không? 3 tháng không bán được, các bạn thấy không? Có nghĩa rằng là khi up lên không phải cái nào cũng thành công hết, tuy nhiên khả năng thành công là có. Nếu như chúng ta chăm chỉ làm việc, ví dụ như shop này họ khá là kiên trì, họ up là khá là nhiều sản phẩm bootleg các bạn thấy đó. Họ up tới 4 trang lận, mỗi trang như vậy là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24, 24 như vậy mà 4 như vậy là up gần 100 cái mẫu về bootleg chẳng hạn. Gần 100 mẫu về bootleg. Các bạn thấy không? Mình search bootleg này, có cả 100 mẫu về bootleg này. Nhưng mà trong 100 mẫu đó chỉ có khoảng 4 5 mẫu thành công thôi. Và điều đó hoàn toàn ok. Tại vì POD mà, POD là bây giờ rất là nhiều người làm POD, thiết kế nó gần như nó tương đồng với nhau, sự khác biệt nó rất là ít, thì việc thành công mà 100 sản phẩm mà có 3 4 sản phẩm thành công là điều quá quá tốt rồi. Họ bán được hàng ngàn sản phẩm mỗi tháng và kiếm thêm được số tiền lời bỏ vô túi là khoảng 3.000 đô mỗi tháng, chuyện rất là khả thi.
Vì vậy thì nếu như các bạn ngồi ở Việt Nam á, các bạn ngồi ở tại Việt Nam, các bạn có thể hoàn toàn kinh doanh trên sàn SC bán POD tại thị trường Mỹ. Các bạn thiết kế ra, chọn những nơi sản xuất áo cho các bạn, ví dụ như là Printify hoặc là Printful, hoặc là các bạn có thể chọn những công ty khác fulfill sản phẩm cho bạn, ship tới thẳng tay khách hàng, và các bạn tập trung vào khâu thiết kế. Nếu như các bạn kiên trì, nỗ lực, cứ mỗi ngày chúng ta cho trung bình ra mỗi mẫu thiết kế, nếu chúng ta làm nhiều hơn thì tốt, nhưng mà làm ít hơn thì khả năng thành công của bạn sẽ chậm hơn. Các bạn cứ mỗi ngày cho ra một mẫu thiết kế mới, các bạn dùng công cụ là Everbee đi phân tích những mẫu thiết kế thành công. Ví dụ các bạn có thể search mẫu về ví dụ như Halloween chẳng hạn, sắp tới Halloween, hoặc là Christmas, hoặc là các bạn có thể thiết kế mẫu gọi là Happy Birthday, hay là sản phẩm áo dành cho mẹ, áo dành cho bố, hay là áo dành cho những couple yêu nhau, hay là áo dành cho tiệc độc thân chẳng hạn. Rất là nhiều cái idea khác nhau, và chúng ta nghiên cứu bằng công cụ Everbee xem là những sản phẩm nào bán chạy nhất. Và khi chúng ta tìm hiểu được những sản phẩm bán chạy nhất rồi, chúng ta xem thử sản phẩm đó họ cung cấp những giá trị gì cho khách hàng, mà chúng ta làm những sản phẩm tương tự, chúng ta học hỏi idea, chúng ta học hỏi cách bố cục màu sắc, chúng ta học hỏi cách lựa chọn màu áo, áo nào bán chạy, sau đấy chúng ta thiết kế những mẫu thiết kế tương tự như vậy và thêm những cái giá trị mới cho khách hàng có thể lựa chọn, thì khả năng thành công của các bạn là rất là cao. Nếu như các bạn sử dụng cái chiến thuật này, nghiên cứu sản phẩm một cách cẩn thận và chăm chỉ làm việc, thì các bạn có thể thành công và thu nhập 3.000 đô mỗi tháng là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy tham gia vào cái group SC Seller 101. Đây là một cộng đồng hoàn toàn miễn phí dành cho những người bán hàng tại Việt Nam trên sàn SC. Và vào đó chúng ta có thể trao đổi thêm nhiều thông tin thú vị khác. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo, và chúc cho các bạn thành công trên sàn thương mại điện tử SC.